Hi, hello, xin chào các bạn nha. Bữa nay mình xin chia sẻ cái cây viết này đây. Không phải cái này là để cho kỳ sau. Hôm nay mình xin chia sẻ là cách dùng cái cây viết này để đặng mà mình làm tẩy xóa cái bị ẩm mốc, bị màu mà trên mấy cái gon của trong phòng tắm, hoặc là nền gạch, vách tường, toilet này kia nọ. Thì rất là đơn giản luôn, người ta nói là chỉ trong vòng vài phút thôi thì có thể là làm sạch được cái phòng toilet. Thì hôm nay mình thử cho các bạn xem nó như thế nào nha, mời các bạn theo dõi. Thì như các bạn thấy đây, đây là những cái gon mà nó bị sau khi mà người ta xài một thời gian thì nó sẽ bị ẩm mốc giống như vậy nha. Mà nếu mà các bạn mà không có muốn xài, không có muốn làm gon lại á, thì mình dùng cái cây viết này, mình dùng cái cây viết này để đặng mà mình bôi xóa, coi như là mình sơn nó lên đi, mình dùng cái từ là mình sơn nó lên đi, thì coi nó nhìn có đẹp hơn và có khá hơn không nha. Thì bây giờ mình thử xem cho các bạn xem nó như thế nào. Và mình cũng xin nói trước là cái cây viết này là mình làm là để đặng mà tạm thời thôi, giống như mình dùng cái câu là lấy giải thưa mà che mắt thánh vậy đó. Chứ những cái gon này mà muốn mà cho nó mà như mới đó, thì bắt buộc mình phải làm lại hoàn toàn nha. Còn cái này là mình che đi những cái vết dơ thôi. Và những cái cây viết này là cây viết chuyên dụng để đang mà làm cho mấy cái này. Cái tên tiếng Anh của nó là round pen nha. Có nghĩa là cây viết để đang mà làm gon. Đây. Và nó có rất nhiều hiệu ở trên thị trường. Có cái thì nó bán khoảng 18, 19 đồng. Cây này thì mình mua 19 đồng mấy, coi như là 19 hay 20 đồng tiền Úc. Thì còn những cái hiệu mà của Mỹ hay là của Âu Châu, hiệu của Anh á, thì có cây thì là bán 35 đồng. Còn của Trung Quốc thì rẻ hơn nha. Thì tùy theo các bạn muốn thử cái loại nào thử. Bây giờ mình thử cái cây này trước cho các bạn xem nó như thế nào ha. Mình trước khi mình xài mình lắc nó lên cái xong rồi bắt đầu mình mới xài nha. Thì để coi cái này nó có che được hay không nha. Ok, sau một hồi mình làm đó thì như bên đây các bạn thấy hồi nãy là bên đây với bên đây nó giống nhau, thì bây giờ mình làm bên đây thì các bạn thấy bên đây nó đã trắng hơn những cái vết vàng bên đây mình chưa làm đấy ha. Thì các bạn chỉ cần lấy cái cây viết giống như mình vẽ vậy thôi, lấy cây viết tô lên những cái chỗ mà nó vàng mà các bạn muốn xóa, muốn che nó đi đó, thì các bạn chỉ cần lấy cái cây viết này á, các bạn chỉ cần vẽ nó lên thôi, vậy là được rồi. Thì tại vì do cái camera nó nằm trước mặt mình nên mình làm không có được gọn lắm. Nếu mà mình không có camera ở trước mặt mình thì mình làm nó sẽ nhìn thấy nó sẽ gọn gàng hơn nhiều. Thì cái cây viết này thì các bạn, người ta nói là dùng được nước nha, và nó có thể là tẩy xóa cái vết mà bị ẩm mốc, và đồng thời nó cũng có thể viết được cái ẩm mốc và nó mau khô. Thì ở đây nó nói như vậy thôi, còn như thế nào thì mình không biết. Thì trong đây nó có nói là cái cây viết này á, những cái nước sơn này á, nếu mà mình dùng tắm, nhà tắm cho mỗi ngày hàng ngày, thì cái cây viết này nó có thể chịu được ở trong đây từ 6 cho tới 9 tháng nha. Và từ sau 6 tới 9 tháng thì các bạn cần phải làm lại một lần nữa, bởi vì sau 6 tới 9 tháng thì nó sẽ bị ố vàng lên trở lại như vậy, và nước sơn nó cái sơn trắng này từ từ nó sẽ bay màu đi ha. Sau một hồi mình làm bằng cái cây viết này á, thì mình thấy nó một điều như vậy. Nếu mà mình cái gon mà nó mới bị mốc mà hơi mờ mờ đó, thì mình làm một lần á, mình tô lên một lần á thì nó che đi được. Còn nếu mà cái
cái gon mà lâu ngày nó đã bị mốc quá vàng rồi đó, mà mình không có chà đi á, thì mình tô lên phải là 3 lần mới hết nha. Lần thứ nhất á thì nó vẫn còn đậm, lần thứ hai thì nó che đi gần hết, thì mình phải dùng tới lần thứ ba thì mình mới dùng cái này mình tô đi, thì nó mới hết, coi như nó mới trắng được hoàn toàn, thì nhìn nó mới sạch. Và trong đây người ta có nói là nếu mà mình dùng cái cây viết này á, để đằng mà mình làm cái gon lại á, thì nó có thể lên được tới từ 6 cho tới 9 tháng thì nó mới bay màu hết, và lúc đó mình mới làm lại một lần. Thì theo như nhận xét của mình làm nãy giờ á, thì là các bạn chỉ dùng cây viết này á, nếu mà chưa có ý định làm gon lại, hoặc là cái gon của nó đã là quá cũ rồi đó, thì mà mình chưa có ý định làm lại á, thì mình dùng cái này để rằng mà làm tạm thời thì được. Chứ nếu mà về lâu về dài á, thì là cái này chỉ là cho nó sạch thôi, chứ nếu mà nói mà cho nó coi như hoàn toàn mới mà giống như cái toilet mà mới giống như theo ý muốn của mình á, thì là không được nha. Thì sẵn hồi sáng này mình đi đi mua cái cây viết này mình làm, thì mình thấy cái này, thì các bạn đón xem á, mình dùng cái này để làm cho một cái nhà tắm khác thì nó như thế nào, mình sẽ quay từ đầu tới cuối. Và có thể là cái video mình quay mình để chờ khoảng 1-2 tuần sau mình mới bỏ lên, để đăng mà mình chờ coi là sau khi mình sử dụng, mình dùng cái này một thời gian khoảng chừng 2 tuần, khoảng chừng 2 tuần sau rồi mình mới thấy nó như thế nào, thì lúc đó mình mới public cái video ra. Còn nếu mà mình thấy nó tệ quá thì thôi, coi như các bạn không thấy cái video này nữa, thì là coi như là ngoài cái đó chuyện ngoài ý muốn của mình rồi ha. Thì cái video kế mình sẽ dùng cái này á, mình làm lau chùi lại nhà tắm. Thì cái này nó nói là 3 trong 1, nó vừa là làm gon lại để đằng cho thành màu trắng giống như cây viết này mình làm đây, và cái thứ hai á là nó sẽ giết chết những cái mốc ẩm, cái bị mà cái mốc quá mà nó xanh ra, chẳng hạn như cái mốc mà nó nằm dưới những cái lỗ gon, những cái gon mà xi măng mà chốc lên ở dưới có những cái lỗ á, thì cái này nó sẽ giết được cái đó luôn. Và cái thứ ba nữa là nó sẽ tẩy trắng được cái những cái gạch mà hai bên giềng của cái gon luôn. Thì cái video sau mình sẽ làm cái này, mời các bạn đón xem nha. Nếu mà cái này á mà sau khi mình làm xong á, khoảng 1-2 tuần mà nếu mà mình thấy nó được và thành công á, thì mình mới public nha. Còn không thì thôi, thì coi như là các bạn thấy là cái này nó là không tốt rồi đó. Thì ok, hẹn gặp lại các bạn video sau. Hy vọng là cái này sẽ làm được tốt hơn cái này. Cái này thật ra là mình thấy nó quảng cáo ở trên những cái trang web, thì mình đi kiếm thôi. Sẵn có mấy bạn có comment hỏi trong cái video trước mà mình dùng những cái cây viết để đằng mà mình làm cái sàn gỗ, mấy cây viết màu permanent marker, thì có mấy bạn hỏi về cái cây viết này mình có nói trong video, thì hôm nay mình làm cái video này để chia sẻ. Sẵn đây mình đi mua, mình thấy cái này thì bây giờ mình mua về làm thử luôn. Thì hẹn gặp lại các bạn video sau nếu cái này thành công nha. Ok, cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn video sau. Nếu các bạn thấy video này hay hay là hữu ích, hãy comment, like và share cho mình ha. Và nếu chưa subscribe thì subscribe một cái ủng hộ cho mình nha. Để mỗi khi mình có video mới ra thì YouTube sẽ thông báo cho các bạn liền. Ok, cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn video sau. Bye. Cái cây viết này là mình mua hồi sáng này là 19 đồng mấy, của hiệu Deluxe. Có cái cây viết khác rẻ hơn, nó hình như là có 15 đồng mấy chục sen thôi. Và có những cây viết của Mỹ như là của Âu Châu á, thì có 30 mấy đồng một cây cũng có. Thì các bạn nào mà giống như không ở Úc, ở Mỹ á, thì có thể là mua ở trên Amazon hoặc là eBay nha. Tại vì mình thấy ở trên website nó bán rất là nhiều. Khi mà mình đánh cái chữ Grow Pen này á, thì nó hiện lên rất là nhiều luôn. Thì các bạn có thể đánh cái chữ này vô, nếu các bạn cần tìm kiếm thì các bạn đánh cái chữ này vô thì các bạn có thể thấy được. Mình nghĩ ở Việt Nam cũng có. Ok, cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn video sau. Bye.